Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với kênh Trading Map Mình là Trần Hải Trong video ngày hôm nay Mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng Ở trong phiên ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024 Giá vàng ở trong phiên ngày mùng 2 tháng 10 Đã mở cửa một cây nến uh, Với thân rất là nhỏ đây Và đóng cửa thể hiện cho là lực uh, bán thắng thế Nhưng mà nó có một cái dầu rất là dài ở đây Đây chính là một cây nến búa Cây nến búa này nhưng mà thân cây nến này khá bé Nằm trước cái cái nến nhấn chìm trước đấy thì uh, có thể hiện cho là giá vàng nó có thể đang lưỡng lự ở trong cái đoạn này và phem mua cũng đang mua đến rất là nhiều ừ, mặc dù là ngày hôm qua vẫn đóng cửa cái nến đỏ các bạn ạ ừ, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ đi phân tích cho giá ngày hôm nay trước tiên là mình sẽ điểm qua tin tức chính ở trong ngày hôm nay hôm nay thứ năm ngày mùng 3 tháng 10 thì uh, lúc 7 giờ 30 tối chúng ta có tin yêu cầu trợ cấp thất nghiệp Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp này thì được dự báo là một tin có thể là tin xấu cho đồng đô. Khi mà yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng lên so với kỳ trước, 218.000 và lên đến 222.000. Thì đấy là về những cái tin uh, dữ liệu yêu cầu thất nghiệp ngày hôm nay. Nhưng mà công bố ra thì chúng ta cùng chờ các bạn nhé. Đấy là về 7 giờ 30 tối, 8 giờ 45 tối chúng ta có dịch vụ cuối cùng của PMI. Dịch vụ cuối cùng của PMI thì được dự báo là giữ nguyên so với kỳ trước. 9 giờ tối chúng ta có dịch vụ ismbmi về dịch vụ INM BMI này thì được dự báo là uh, kỳ trước là 51,5 và kỳ này là 51,7 thì uh, chúng ta sẽ cùng xem tin vào tối ngày hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ đón nhận một tin rất quan trọng vào lúc 7 giờ 30 đấy là thu nhập trung bình mỗi giờ và tin non farm thay đổi Việt Nam phi nông nghiệp thì uh, tin non farm này thì cũng dự báo là có thể những cái tín hiệu mà Ừ. tốt cho đồng đô đồ. nếu như mà cái tin non farm mới công bố ra ngày mai thì chúng ta sẽ chiến tin ngày hôm nay trước đã và ngày mai chúng ta sẽ đón chờ cái tin quan trọng nhất trong tháng này ừ. chúng ta sẽ cùng chuyển sang quý của FPR quý này thì sau khi mà có động thái mua vào 2,88 tấn vàng thì ngày hôm qua quý này cũng không có mua bán gì các bạn ạ nên là chúng ta sẽ cùng chờ à, quý này thì mình nghĩ là với lượng lượng mua vào như vậy thì quý này đang đợi giá cao hơn để quý này bán ra vì uh, chỗ vùng này nó cũng gần cận đỉnh rồi các bạn. Uh, vàng thì có thể tăng cao hơn nữa. Nhưng mà từ giờ cuối năm thì, thì nếu không có gì đột biến về lãi suất Thì mình nghĩ là vàng nó sẽ có một nhịp đi ngang. Và chúng ta luôn luôn nhớ là sẽ có một cái cuộc bầu cử tổng thống. Vào trong tháng uh, um, 11 này. Nếu như mà ông Donald Trump lên làm tổng thống thì sẽ quyết định rất nhiều kể cả bà Harris nên làm tổng thống thì những cái quyết sách của hai người đang đối lập nhau. Nếu như ông Donald Trump nên làm tổng thống thì chắc chắn là vàng sẽ giảm và chứng khoán hoặc kinh tế sẽ tăng. Còn nếu như bà Harris nên làm tổng thống thì những cái cuộc xung đột chiến tranh thì mình nghĩ là chưa chắc thì đã kết thúc được. Các bạn nhé. Đấy là về những cái tin uh, tức chính về cái thời gian tới chúng ta cũng luôn luôn phải để ý những cái tin mà nó ảnh hưởng rất lớn đến quyết sách của đất nước Mỹ các bạn ạ. Rồi. Về tin tức chính thì chiều ngày mùng 2 tháng 10, vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC niêm yết loại vàng nhẫn ở 1 đến 5 chỉ là ở mức 81,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra 82,9 triệu đồng trên một lượng. Doji thì niêm yết ở mức 82,2 triệu đồng và bán ra 83,15 triệu đồng trên một lượng. Tới 20 giờ tối ngày mùng 2 tháng 10 thì giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.650 đô trên ounce. Giao vào tháng 12 năm 2024 thì ở mức 2.672 sơ. Giá vàng thế giới thì chịu áp lực giảm do hàng loạt hoạt động chốt lời của USD tăng khá mạnh. Tuy nhiên là vàng nhẫn tại Việt Nam thì vẫn quay đầu uh, đi lên sát đỉnh cao lập kỷ lục gần đây. Vàng trên thị trường quốc tế thì bất chấp căng thẳng Trung Đông leo thang uh, sau khi uh, Iran ồ ạt bắn tên nửa với Israel thì hệ thống phòng thủ của um, vòm sắt uh, đã, của israel đã không ngăn chặn được nhiều tên nữa truyền uh thông của mỹ cho rằng là israel có thể uh, trả đũa vào nhằm những cơ sở hạ tầng chiến lược uh, chẳng hạn như giàn khoan dầu tại tehran và hệ thống phòng không của iran uh, việc tấn công các vào các cơ sở mỏ dầu của iran có thể làm um, tàn phá nền kinh tế của đất nước này Uh, qua đó có thể dẫn đến leo thang xung đột trong khu vực. Thủ tướng của Israel uh, thì uh, khẳng định rằng uh, Iran đã phạm sai lầm lớn khi phải uh, và sẽ phải trả giá. Uh, những uh, dự báo truyền thông của Mỹ được đưa cho dù là cho dù là ngay cuộc tấn công của tên lửa của Iran và đợt uh, Israel đã kết thúc ngoại trưởng của iran cho rằng là việc tấn công này có quyền uh, việc tấn công này là quyền tự vệ chống lại uh, israel giá vàng thế giới thì đã tăng khá mạnh sau cuộc tấn công kích của iran và israel uh, nhưng cũng hạ nhiệt nhanh chóng <laughs> ngay sau đó thì đấy là về những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay về trên trạp biểu đồ thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là uh, sau khi mà giá vàng nó sẽ có những cái nhịp tăng lên một mạch đây. Thì chúng ta thấy được khi mà về cái bật ben lên, chúng ta thấy được là cái ben này nó đang có thiên hướng là cho một cái nhịp hồi về đây xong sẽ tăng tiếp. Ben này thì nó không đẹp lắm. Về Ichimoku thì mây cũng đã bẻ ngang rồi. Mây bẻ ngang thì và à, nó dấy lên thì mình nghĩ là sẽ có cái nhịp điều chỉnh nhẹ về vùng dưới này. Đấy nó về trên khung này chúng ta về khu 4 giờ. Về đến khu 4 giờ thì chúng ta nhìn thấy được là uh, khi mà giá nó bắt đầu đi lên một mạch này, xong bắt đầu có dấu hiệu là đi ngang. Và hiện tại thì giá nó đang đóng cửa những cái cây nến mà với lực rất tăng rất mạnh phá qua khỏi cái đường MA20. Đó. Và đường MA20 này liệu có đỡ ở giá lên tiếp hay không? Ừ, chúng ta sẽ cùng chờ hay là một cái nhịp điều chỉnh xuống dưới đây đó chỗ này nó có rất nhiều cái nến hồ đây nhưng ngay lập tức ngày hôm qua có cái nến nó uh, nướng lự và ngay sau đấy nó chạm một cái nến đây hiện tại sáng ngày hôm nay mở ra thì nó vẫn đang có nhịp điều chỉnh xuống khi mà nến nó bắt đầu đỏ rồi Ben ở đây thì nó đang thể hiện cho là một cái vùng đi ngang thôi không có gì quá là sắc về trên cái uh, ờ chen cũng không 4 giờ thì mình có kẻ qua được cái chen đường chen mình kẻ rất nhiều rồi mỗi một ngày mình sẽ xóa đi để mình kẻ lại các bạn một ngày nó biến đổi thì mình sẽ phân tích lại Đấy. thì đường chen này nó vẫn được tôn trọng khi mà nó vẫn nằm trên cái đường chen này còn liệu nó có phá qua đường chen này hay không thì chúng ta chưa biết về mây chimuku thì um, mây nó đang có dấu hiệu là chuyển dần xuống cái mây khác nhau nhưng hoặc là chuyển dần xuống mây mỏng giá mây thì nó điều chỉnh về được vùng 49 rồi liệu nó có bật tăng lên được qua cái vùng trên này hay không hay là nó tiếp tục điều chỉnh về 2616 và sâu hơn ừ, chúng ta sẽ thấy được khung 4 giờ nó đang có dấu hiệu đi ngang rồi về khung 1 giờ về khung 1 giờ thì chúng ta uh, nhìn ra một cái bức tranh rõ ràng hơn của vàng sau khi mà giá vàng giảm xuống một mạch thì ngay lập tức có một cái lực mua tham gia trở lại và ngay lập tức lực mua tham gia do chiến tranh đây thì nghe tức có cái lực bán xuống đó về cái kèo đêm ngày hôm qua thì mình có cho bay lên ở đoạn 51 52 này mình báo lên đến 60 thì sáng nay nó cán TB 60 rồi còn lại là về trên cái ngày hôm nay thì mình kẽ ra được một số cái điểm ở đây hai đường MA thì vẫn đang cắt nhau đi lên vẫn nằm trên em 200 nhưng mà nó có thiên hướng điều chỉnh dần về ma 200 và cái lực đồng lượng của phe mua yếu hơn một chút rồi đó chúng ta nhìn thấy ben thì nó vẫn đang mở ra hai đầu ben này thì uh, chưa có dấu hiệu gì là tăng mạnh hay giảm mạnh cả các bạn nhé về mai Ichimoku thì cũng đang có dấu hiệu là đi ngang thì uh, mình nghĩ là với cái tín hiệu này mình sẽ xem mà a nó chuẩn hơn về trên cái số đoạn này chúng ta có thể nhìn thấy được là trước đấy nó có một cái lực giảm sau đấy có một cái nếm bật lên nhưng ngay lập tức có một phe bán tham gia vào nhưng phe bán này không thắng thế được, phe mua lại rút dâu lên. Thì ngay lập tức nó sẽ thắng thế đi lên, đấy là phe mua. Còn về trên sáng ngày hôm nay, nó sẽ có thể có cái nhược hồi về được em ấy 50. Và nếu như vùng này mà đỡ giá được, thì rất dễ có thể là nó sẽ bật tăng tiếp các bạn nhé. Và nếu không đỡ giá được vùng này thì mình nghĩ là nó sẽ thủng xuống dưới đây, về 2630. Đấy là về khung 1 giờ. Về chúng ta về đến khung màu 15 phút để mình phân tích kỹ hơn cho các bạn đoạn này về khúc màu 15 phút thì uh, chúng ta có thể kẽ ra được một cái đường chen ở đây một cái kênh giá thì không phải một đường chen một cái kênh giá ở đây thì uh, chúng ta nếu kể kẻ dâu hay là không kẻ dâu thì cái kênh giá này của chúng ta đã bắt đầu bị phá vỡ rồi các bạn nhé những lực này lực phá vỡ nhưng mà nó không quá mạnh thì ngay lập tức nó quay trở lại test lại cái vùng cạnh kênh giá này thì liệu nó có quay trở lại trong đây không Ừ, nếu nó quay trở lại trong đây thì kinh giá nó lại chỉ là phá giả thôi và chúng ta sẽ cùng phải điều chỉnh biến đổi nó ừ, trong cái kinh giá này thì chúng ta thấy được là những cái điểm quan trọng của kinh giá chính là cái vùng kháng uh, cự trên này này vùng này nhé vùng kháng cự trên này này nó chính là một cái vùng mà um, có phản ứng rất là mạnh khi mà giá về đây rút sâu xuống thì ngay lập tức về nên nó rút sâu xuống lần hai thì mình nghĩ là với cái lực rút sâu xuống mạnh như này thì sáng ngày hôm nay nó sẽ hồi được về vùng 53 52 53 để uh, hoặc 54 cái vùng 54 nhé về đến khung mở 5 nó cũng có một cái khối OB ở vùng 54 ở đây như OB này không đẹp lắm thôi chứ chính là nó cũng có một cái vùng phản ứng nhỏ ở đây ừ, uhm, về vùng 54 này thì mình nghĩ là uh, nó sẽ trùng với vùng Fibo 0.382 về đến vùng 54 là về 0.382 còn về đẹp nhất là chúng ta sẽ về được cái vùng 49 thì ngày hôm nay mình nghĩ là với cái tính chất mà đường cây giá này mình sẽ canh mua lên ở vùng 49 S nào thì chúng ta sẽ đặt ở vùng 45 và TB thì chúng ta sẽ TB lên vùng 2663 là cái vùng canh mua còn về cái canh bán thì mình nghĩ là khi giá về được đến cái vùng hợp lưu của cái vùng 63 và cái vùng canh giá trên này này, thì chúng ta sẽ canh. Nếu như có tín hiệu đến đảo chiều thì hoàn toàn có thể mình sẽ canh sell ở vùng uh, 65 đó và chúng ta sẽ là ở vùng 70 TB chúng ta sẽ TB lại về được đến vùng 52. Nếu như nó có đảo chiều, nếu như nó không có đảo chiều thì chúng ta sẽ không canh sell ở đoạn đấy mà chúng ta sẽ canh sell ở vùng 73, 74. Cái nào chúng ta cũng để 76 và TB chúng ta sẽ để vùng 63 thì đấy là về cái kèo canh mua hoặc canh bán như hôm nay nếu mà an toàn chúng ta sẽ đợi canh mua lên ở vùng 49 còn nếu như nó thủng qua khỏi cái vùng này ấy, thì các bạn cứ hoàn toàn tự tin là các bạn sẽ sell ngược lại về đến cái vùng 2627 hoặc 2616 <laughs> thì đấy là về cái kèo cho ngày hôm nay thì mình nghĩ là với cái tín hiệu này chúng ta sẽ canh mua lên đẹp hơn là canh bán Kinh bán thì chúng ta sẽ chờ phản ứng ở vùng 64 hoặc vùng 73 là hai cái vùng chúng ta hãy lưu ý các bạn nhé. Còn đây là về nhận định xu hướng giá vàng của mình cho phiên ngày mùng 3 tháng 10 này. Chúc các bạn một ngày mới giao dịch đạt nhiều lợi nhuận. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình nghĩ vàng ngày hôm nay rất dễ có thể nó vẫn tăng tiếp các bạn. Đấy là về góc độ nhận định cá nhân của mình. Thì, xin chào tạm biệt các bạn.